Thưa các bạn, gương chiếu hậu của tất cả các dòng xe hơi thì phần lớn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể quan sát được phía sau tốt, giúp các bạn có thể lùi cũng rất tốt. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp ấy thì nó vẫn sẽ bị hạn chế do cái kích thước của gương, nó làm cho các bạn không thể quan sát được hết ở cái phần bánh xe này chẳng hạn này. Và thông thường thì các bạn mới mua xe về ấy, các bạn hay sắm cho mình một cái gương cầu để gắn vào cái phần gương của chúng ta. Tuy nhiên thì cái gương cầu này thì nó cũng sẽ có những cái khó chịu riêng của mình. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái gương phụ nữa. Nó có một cái thiết kế khá là mới mẻ đến từ hãng Bassett. Và mình sẽ thử xem cái gương này liệu nó có thú vị hay ho hơn cái gương cầu nhỏ nhỏ mà chúng ta hay gắn ở trên gương hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu. Vâng, và trước khi đi tìm hiểu về cái sản phẩm gương cầu này thì các bạn cố gắng giúp mình một ít giây thôi. Các bạn click vào cái nút đăng ký ở dưới video này, cũng như click vào phần chuông thông báo để có thể nhận được những cái thông báo về những video mới nhất của mình ở trên kênh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ quay lại với cái chiếc gương này nhá. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, đây là một cái sản phẩm có thương hiệu và là một cái thương hiệu Bassett rất là nổi tiếng ở trên thị trường hiện nay. Ở những cái đồ chơi của xe hơi ấy, hiện nay các bạn phải chú ý là những cái hàng no name rất là nhiều. Và một khi đã không thương hiệu rồi ấy, thì cái chất lượng của sản phẩm ấy thì nó sẽ không được kiểm định và không biết là tốt hay là xấu. Nhiều lúc chúng ta đi mua có vẻ tưởng là rẻ, nhưng mà khi mà mang về sử dụng ấy thì cái hiệu năng nó đem lại rất là nhỏ. Rồi, nói cái vấn đề về thương hiệu thì đến đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết luôn cái gương này nhá. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái thiết kế này, hình hài của nó luôn đây. Và nó sẽ không gắn vào lòng bên trong một cái mặt gương giống như những cái gương cầu nhỏ nhỏ mà chúng ta hay dùng đâu. Mình sẽ gắn ở phía bên trên. Tí nữa thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có gì nào? À, ở phía trong này thì cái mặt gương chúng ta có thể chỉnh được nhá. Các bạn chú ý này, cái gương này nó sẽ dùng cái đế dán 3M, một cái đế dán rất là chắc chứ không phải là những cái keo dính thông thường đâu. Nên các bạn đừng lo cái việc mà khi mà chúng ta dán lên gương ấy, xe di chuyển thì nó sẽ gây ra rơi hay là bay mất cái gương. Rồi, đây, để các bạn sẽ nhìn thấy rõ nhất cái thiết kế để lắp đây. Đấy, nó sẽ lắp ở bên phần trên của gương. Thông số kỹ thuật thì không có gì nhiều, ngoài cái việc là cái ốp ấy thì chúng ta sẽ được làm bằng cái như ABS cao cấp. Rồi mặt trong thì nó là kính. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thực hiện mở hộp luôn để cho các bạn cùng xem. Vâng, và đây là bộ đôi gương của chúng ta đây rồi. Thì các bạn chú ý là trong một cái hộp ấy thì nó sẽ có hai cái gương nhé, để chúng ta có thể lắp ở bên trái bên phải thoải mái được. Đấy, và các bạn chú ý là cái thiết kế ấy thì nó cũng sẽ trông giống như là một cái gương thông thường thôi. Nhưng mà cái mặt kính này thì nó sẽ là một cái dạng gương cầu để giúp chúng ta có thể quan sát được cái không gian nó rộng hơn. Và các bạn chú ý thêm là ở phía dưới này đây, chúng ta sẽ làm một cái miếng dán 3M nhá, chứ nó không phải là cái keo dính thông thường, dính xốp bình thường đâu. Những cái đồ đấy không thể dính được. Và ở phần chỗ này nó cũng sẽ thiết kế cong cong sẵn luôn, để cho các bạn khi mà dán lên, tất nhiên là tất cả những cái gương của xe của chúng ta ấy thì đa phần nó không thể nào mà thẳng được, đúng không? Thì đây nó đã thiết kế hơi cong cong sẵn để cho chúng ta dán vào để đảm bảo cái độ bám dính được tốt nhất nhá. Thì ở cái phần gương này này thì các bạn có thể chỉnh, này các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có thể chỉnh được các cái hướng như thế này để mình làm sao có thể cân, mình có thể nhìn một cách rộng nhất. Và đặc biệt là một số bạn thì lái vẫn chưa tốt ấy, thì các bạn cũng có thể quan sát ở cái phần bánh ở phía sau đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành dán thử, lắp thử lên xe, thì lúc đấy các bạn mới có một cái nhìn tốt nhất. Và bây giờ thì mình sẽ thử dán cái gương này lên cái gương của xe để cho các bạn xem nhá. Thì các bạn chú ý là khi mà chúng ta dán ấy thì các bạn cần phải vệ sinh cái mặt trên của gương đi một chút xíu. Và chúng ta sẽ đặt cái gương phụ này lên mặt trên và vừa với cái khuôn cong có sẵn của gương. Và trước khi dán thì các bạn chú ý là chúng ta phải bóc cái lớp bảo vệ của cái keo dán 3M này đi nhá. Sau đó thì mình sẽ đặt lên trên gương. Thì các bạn phải chú ý là đặt đúng vào cái phần cong xuôi theo cái chiều của gương. Thì như vậy nó sẽ bám được đầy đủ cái mặt dính. Thì như vậy nó sẽ chắc hơn. Và đây là cái miếng dán 3M mà. Khi mà các bạn dán vào thì các bạn ấn xuống một chút xíu để cho nó bám chắc. Và khi nó đã bám chắc rồi thì các bạn cứ yên tâm chạy xe bét xe nhè luôn. Không phải lo nó bị bung ra đâu.
Vâng, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn quan sát thử ở cái góc nhìn như thế này. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái bánh xe ở phía sau đúng không? Và bây giờ thì mình cũng so sánh luôn với các bạn một chút xíu về cái gương cầu nhỏ nhỏ mà chúng ta hay dán ở cái gương xe ấy với cái loại gương này thì nó khác nhau cái gì. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây thì với một cái gương nhỏ nhỏ thì đa phần là nó chiếm mất một cái phần không gian quan sát của chúng ta rồi. Và ngay cả khi mà chúng ta quan sát một cái gương nhỏ đó để mà nhìn cái góc rộng hơn ấy thì nó khá là nhỏ. Đấy, cái việc quan sát nó cũng sẽ rất là khó khăn. Tất nhiên thì có những cái gương nhỏ như vậy thì cũng tốt hơn là không có. Đặc biệt là những cái lúc mà chúng ta lùi xe mà muốn đi sát vào cái lề ấy, thì cái gương nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái gương chiếu hậu hỗ trợ tăng cái góc quan sát cho chúng ta đến từ hãng Baseus. Và theo đánh giá của mình thì đây là một cái lựa chọn rất là hay. Và nếu như các bạn đang đi tìm kiếm cái gương để mà tăng góc nhìn ấy thì các bạn nên tham khảo cái mẫu này nhá. Còn những cái mẫu mà chúng ta đã dùng phổ thông trước đây là những cái gương mà nhỏ nhỏ tròn tròn ấy mà gà dán ở trên cái mặt gương ấy thì tất nhiên là nó vẫn dùng được thôi. Thế nhưng mà với cái loại mới như thế này thì nó sẽ hay hơn. Thực sự là theo cái quan điểm của mình nó sẽ hay hơn và nó sẽ không chiếm một cái phần góc nhìn của gương của chúng ta trên xe nữa. Ok. Và video đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.